bác cùng nghe, đang nghe để các bác nghe được cái giải bát dòng chút đẩy này đánh ra hay lắm. Ở đây Hiếu Minh đang đánh hai cặp loa liền nhá, để test con đẩy luôn. Rất là khỏe. Cho thêm âm lượng lên một tẹo nữa đi. Thôi thế thôi cũng được. Nghe giải bát phê không ạ? Nó có độ mềm. Chắc nó cũng bị nhòe. Đẩy nó đã hay thì có đánh đâu hay. Đây có lẽ con đẩy hay nhất mà từ trưa nay thì ở phân khúc tầm tiền mà em đang bán, có thể nói là hay nhất luôn các nhá. Dòng đẩy đến từ thương hiệu của Mỹ, Stanton. Rồi dừng cho anh gái, dừng cho anh gái. Chọn cho anh bài nhạc có lời đi nào. Bài nhạc ấy không ăn bản quyền đấy, bài nhạc 1975 cũng được, xem không bị ăn bản quyền đấy. Thì đấy, bác nhìn đây là Hiếu Minh đang đấu là đấu hai cặp loa liền. Và tiện đây thì cũng thông báo các bác luôn là Hiếu Minh từ từ đã. Thông báo các bác luôn là ở đây là em test luôn theo combo này. Vì cái lô đẩy này em về là chính là về cùng cái lô loa săn xui này này. Anh em có thể ghép thành bộ dàn thì tuyệt vời luôn. Con đẩy này thì thông báo trên kênh luôn cho các bác luôn là giá là 3 triệu đồng tại cửa hàng. Và hỗ trợ bao ship là 3 triệu 150 ngàn đồng hoặc 3 triệu 200 ngàn đồng tùy lợi. Dừng lại đã. Thì đây là tổng lô này em về ấy là tổng cộng là 45 chiếc. Thì Hiếu Minh ấy là mới đây vừa dọn xong lại cất, anh em cất rồi vì trời sắp tối rồi. Nhiều đẩy lắm các nhá. Đây anh em đang cất vào đây. Rất nhiều đẩy các bác, đây là đẩy chưa dọn đến này các bác này. Nhớ rút lên dây điện nhá. Đây chờ đẩy chưa dọn lốt này các bác này. Đẩy được chưa dọn lốt này. Đấy. Chưa dọn hết đâu. Để đâu thế nhỉ? Đẩy chồng đây này. Tại sao đây đây cất đây nhiều đấy. Để đen tơn này. Lô đẩy này về trong gì ạ? Rất là đẹp. Về cùng lô loa săn xui, mở lô loa săn xui em chưa quay, hẹn các bác sáng mai em quay. Các bác có thể ghép thành combo này đối bộ thành bộ, nó chỉ khoảng độ hơn 10 triệu thì thôi các bác chơi con đẩy bãi xịt, loa bãi xịt, một bộ mic thêm một con vang cơ lai số nữa gọi là hết đức chấm luôn. Và thời điểm này MO Hiếu Minh cũng hỗ trợ lâng đời đổi các với tất cả sản phẩm âm thanh các nhá. Đấy, quay trực tiếp tại kho với chứ khỏe em. Và số lượng đợt này nó về nhiều nên em lô trước là lô VBK thì Hiếu Minh sẽ không cắt được vào trong Sài Gòn. Còn lô này tổng cộng là 45 đôi thì em sẽ cắt vào Sài Gòn khoảng độ là 15 chiếc. Còn sẽ bớt lại 20 chiếc để bán ngoài Hà Nội. Còn 15 chiếc sẽ chuyển vào Sài Gòn. Thì cái lô này đây chỗ này dọn trước, em sáng mai bắt đầu đóng vào pallet này để chuyển vào Sài Gòn để phụ anh em này. Chỗ này để dọn trước được bao nhiêu con? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Em ngày mai chuyển vào Sài Gòn là gần một lô này. Chuyển trước 15 con thôi vì lô này nó về lô to. Em sẽ chuyển vào Sài Gòn để phục vụ anh em. Và giá ở Sài Gòn với giá ngoài Bắc em bán như nhau, đều bán 3 củ 3 triệu đồng tại cửa hàng anh em các bác nhá. Bao ship thì một con đẩy nó hết tầm khoảng 150 ngàn thôi, mà tốn cả tiền băng keo, tính cả tiền shop của Hiếu Minh Auto. Trước khi em review chi tiết nội thất của dòng này, phân tích kỹ từ linh kiện và test thêm một tí nữa để các bác cùng nghe và trải nghiệm cho anh đoạn nhạc nào. Em quay clip liền luôn các bác nhá. Test trên cửa thật xui, nó quá hay luôn. Các bác nghe cái giải bát này, tép nó sáng rồi chi tiết, cái tép nó tơi lắm vì dòng này dùng tép leo, mô đen này dùng tép leo nhá. Đánh hai đôi này chưa thấm vào đâu cả, không báo lỗi clip. Đêm nằm biển xa, nghe nhạc cũng hay lắm, hát câu kêu tuyệt vời luôn. Trượt đi nên viết văn chương gom tiền. Ngoài kia súng đó đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng em. Ngoài kia súng đó đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng em. Ok rồi, dừng lại cho anh cái. Đấy, như vừa rồi Hiếu Minh test hai thử nhạc của loại nhạc có lời để ông nghe cái giải lời nó trong, chi tiết. Và một dòng nhạc là test về giải bát để bác nghe cái độ uy lực. Vì dòng đẩy này nó đáp ứng hai tất cả những yếu tố của các bác gồm này: chạy êm ái này, mát máy này, giá thành hợp lý này, phiên bản đời gần này, đời 2010, đời của nó là đời 2019, đời 2020. Đấy.
và tất cả những dòng để bãi bên Hiếu Minh Bao, Dinh Bao Xịn, các nhận hàng mở lắp ra xem thoải mái, và thứ hai bảo hành 6 tháng cho anh em nhá. Ở đây em vẫn đang bật nguồn đây. Bây giờ em sẽ để cho bác bỏ, cho bác bỏ anh đồi ra để nghe cho bác nghe tiếng quạt gió này. Em vẫn đang bật nguồn, vẫn đang chạy, cho em dừng nhạc thôi. Đây này. Êm lắm, em bao cho anh em cả tiếng ồn luôn nhá. Đợt này á, bên em về toàn siêu phẩm thôi các bạn. Em quay sát cho bác này. Em quay sát cả đĩa quạt đang vẫn đang chạy nhá. Nó có quạt trước quạt sau, chạy cực kỳ êm. Đấy. Model của nó Denton M2 bóc check gõ trên Google, trong này bán mới đắt lắm các bạn, bắt mười mấy triệu con này. Không biết là hôm trước em xem qua như 15-16 triệu ấy. Anh em mua hàng bãi em bán có 3 củ tại cửa hàng thôi. Để Denton đã bãi xịn thương hiệu của Mỹ này. Đời của nó nhá, xin quay lại này. Đời của nó để lúc sản xuất cái linh kiện này, lúc sản xuất cái linh kiện này ra tháng 12/2018 nhá. Để đến khi sản xuất ra cái con đời này nó sẽ đời 2019. Đến khi nếu lúc dùng nó phải đời 2019, đời 2020 nhá. Nhanh nhất phải 2019 vì lúc sản xuất cái tụ này nó là đời 2018 rồi. Tháng 12/2018 đem quay cho bác này. Thì lúc để thành phẩm cái con đẩy này thì có nghĩa là đến tay người tiêu dùng sớm nhất nó phải 2019, không thì phải 2020 các bác nhá. Nên chính vì vậy mà con đẩy em về trong tình trạng nó rất đẹp, 10 như 1 luôn. Đây là không phải cốt tát gì cả, hàng giao tận nơi, các bác nhận hàng xem kiểm tra thoải mái nhá. Chỉ lau chùi thôi, nắp nếp cũng đẹp long lanh. Nó có thể vài một vài vết xước em còn tuốt tát nhẹ một tí thôi, còn em quay ruột và bên mặt mũi nó đẹp như thế này. Đấy. Review trực tiếp ngoài trời. Test trực tiếp vì ở đây là em về vệ sinh là em chỉ có là xì cái bụi bặm đi cho các bác thôi. Đấy. Thiết kế nguồn đồng rất lớn. Sử dụng tụ của nó là 2 4 6 8 tụ là nguồn. Chỉ số vôn của nó là đâu rồi? Đâu nhỉ? 6.800 microfarad và 63V. Coi nhá, 63V. Trụ sò của nó sò là MOSFET cực đại, dòng này có lọc tiếng luôn nhá. Dòng này có một vỉ lọc tiếng riêng ở phần mói mé này này. Nó có vỉ lọc riêng lên, các bác nghe tiếng sẽ chi tiết nó hay hơn rất nhiều. Mạch class H, mạch class nó có hai kiểu, mạch class chạy bằng hai hàng sò hai vế. Thì cái dòng đó nó cũng là class H nhưng tiếng sẽ nó không được đủ trong như dòng mạch class H. Class H này, dòng class này tiếng sẽ hay hơn, chi tiết hơn nó. Dòng này thì đánh nó ngang ngửa với dòng class Y các bác nhá. Với công suất cho 800W một kênh đánh được tốt là 2 cặp bát 30, hoặc 1 cặp 30 thêm 1 cặp 25, hoặc 1 cặp 40, hoặc 2 cặp bát 25 các bác nhá. Đánh mắt máy luôn như em đang chạy đây. Quạt êm ru. Đo anh kích thước cái. Anh em ơi, lấy cái thước đo anh kích thước cái xem con đẩy này gọn không. Dòng này ý, thiết kế như em thấy là thiết kế một mặt màu đen, nó rất là đẹp. Rất là đẹp. Và thứ hai nó gọn. Ở trong chậu ấy. Trong chậu vậy, ở trong nhà ta kìa. Tiến đấy trong chậu đấy bỏ ra. Nên nào không quay giờ clip nó dài quá, hơn 10 phút mất của anh. Bờ 43 nhá, sâu 43 này, tính hết tai luôn đấy. Ngang thì như nhau rồi, 48 rồi. Cao thì khoảng 9 phân, đúng không? 9 phân, cao 9 phân còn 2 u mà. Đấy, hôm nay em quay thực tế trực chiến. Test của ngoài trời cũng quay nó đội nội thất nó đẹp như này. Và mức giá tốt. 800W chỉ có 3 triệu thôi. Riêng nói để bãi là em bán giá hợp lý nhất thị trường Việt Nam luôn, khẳng định luôn, vì em nhập toàn lô to, nhập thì bác nhập cái lô về, nhập cả lô về bán cùng cả loa nữa cơ. Đấy, toàn lô to rồi cũng sang nhượng thợ đưa anh em thợ thuyền có nhu cầu những con đẩy công suất đẹp, khỏe, bền, giá hợp lý thì liên hệ em. Còn hiện tại giá bán lẻ đang ở 3 triệu đồng các nhá. Ba ship là gần 3.150.000 đến 3.2 triệu. Thì trong clip này thì mình cũng review chi tiết nội thất cũng như là test chất âm thực tế trực chiến dòng đẩy. Chính vì mà nó đời nó gần như vậy thì khi bác nhìn vào tụ nó phẳng tắp này. Lô đẹp lắm, từ keo chỉ này. Và đẩy bên bãi bên em bán ấy là các bác mở lắp xem thoải mái nhá, nó khác đơn vị khác bán là dán tem ngoài không cho bác kiểm tra đâu, còn bên em bán là lại cho các bác xem thoải mái. Đỡ anh ấy, tóc xoăn này. Đỡ anh. Đấy, đẹp. Mày đẹp thật, bên sau cái nào. Mát CD này. Đấy. Của các chế độ đánh này. Đấy. Dòng vào này. Một dòng đẩy đến từ thương hiệu của Mỹ, Denton. Quá quen thuộc những bao chơi con lọc Denton ấy. Hay những đôi loa, hay những con mic, hay những con vang Denton thì bác biết rồi. Quá quen thuộc các bác rồi. Tất cả trở nhôm sáng choạng đây. Đấy. Anh em có nhu cầu thì em nhớ mình sớm nhá. Số lượng có hạn thôi, em đợt này em sẽ. Đợt trước thì lô VVK thì về 30 chiếc bán hết rồi.
không chia vào Sài Gòn, những đợt này nó về nhiều hơn em sẽ chia vào Sài Gòn các bác nhá.